rúng động hàng loạt vụ thông chốt tông người thi hành công vụ. Hà Nội mở rộng vùng phong tỏa do người mắc Covid-19 khai báo gian dối. Nhóm thanh niên tụ tập ăn nhậu, chụp ảnh đăng Facebook. Bình Dương trả lời thông tin, người dân treo biển cần cứu trợ. Né khai báo, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng. Tài xế xe tải bị phạt 7,5 triệu đồng vì sửa phiếu test nhanh. Quý vị đang theo dõi bản tin an ninh trật tự trên kênh Tin Tức Việt. Vừa rồi là những nội dung chính. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với thông tin chi tiết. Thưa quý vị, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Trịnh Anh Anh đã tăng ga với ý định thông chốt và tông trúng vào đại úy Lê Ngọc Dũng. Sáng nay, Chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đơn vị đang tạm giữ Trịnh Anh Anh, 21 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo cơ quan công an, vào chiều 25 tháng 8, Tổ công tác 141 Công an Hà Nội phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm làm nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện trên đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. Khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng phát hiện Trịnh Anh Anh điều khiển xe máy không biển kiểm soát nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, người này không chấp hành mà còn tăng ga, hỏng thông chốt và tông trúng đại úy Lê Ngọc Dũng. Nghi phạm 21 tuổi ngã ra đường, đại úy Dũng bị thương tích nặng ở vùng đầu, đa chấn thương, phải cấp cứu trong bệnh viện. Ngay sau vụ việc, tổ công tác đã bắt giữ Trịnh Anh Anh và bàn giao cho Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra. Vụ việc tương tự vào đêm 21 tháng 8 tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 3 xã Kim Hoa, huyện Mê Linh. Lực lượng chức năng phát hiện Đặng Văn Tình, sinh năm 2003, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc, điều khiển xe máy định đi qua chốt. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra giấy tờ, nhưng đối tượng không chấp hành. Bất ngờ tăng tốc, tông trúng vào Thượng úy Lưu Trường Giang, Công an huyện Mê Linh, làm nhiệm vụ kiểm soát rồi bỏ chạy. Hậu quả Trung úy Giang bị thương ở chân, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Vào tối ngày 22 tháng 8, Công an huyện Mê Linh đã bắt được Đặng Văn Tình để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, đại diện lãnh đạo phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội mới đây cho biết, phường phải mở rộng vùng cách ly phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19 do phát hiện ca mắc COVID-19 khai báo thiếu trung thực. Phó Chủ tịch UBND phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, phường đang bổ sung quyết định để mở rộng khu vực cách ly, phong tỏa, phòng chống COVID-19 trên địa bàn phường liên quan đến ca mắc COVID-19 là lái xe đường dài trở về từ thành phố Hồ Chí Minh. Từ 4 ca mắc COVID-19 ban đầu được phát hiện vào ngày 23 tháng 8 là nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Hiền Phước lái xe từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Lực lượng chức năng đã rà soát, khoanh vùng, xét nghiệm các trường hợp liên quan. Đến sáng nay, có thêm 8 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đến trưa nay, theo công bố từ Sở Y tế Hà Nội, liên quan đến các trường hợp lái xe đường dài tại phường Giáp Bát, ghi nhận thêm 12 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Qua kết quả xét nghiệm đối chiếu lại với lời khai, thông tin cung cấp của các ca mắc COVID-19, ban đầu chúng tôi nhận thấy có sự thiếu trung thực. Để phòng chống nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn, phường đang triển khai bổ sung quyết định mở rộng khu vực phong tỏa trên địa bàn, tiến hành xét nghiệm thêm để phát hiện các trường hợp liên quan. Khi xuất hiện các ca mắc đầu tiên trên địa bàn, chúng tôi đã xét nghiệm diện rộng hơn 1.700 mẫu, phát hiện ra các trường hợp dương tính có liên quan. Dự kiến phường sẽ tiếp tục thực hiện xét nghiệm thêm trên địa bàn để đề phòng lây nhiễm. Về việc xử lý các trường hợp khai báo thông tin không trung thực, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, bà Hoa thông tin hiện các trường hợp mắc COVID-19 đang đi điều trị. Sau khi những người này về lại địa bàn, có thể xem xét, xử lý theo quy định. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, hôm nay Công an thị trấn Trơn Thành, huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng có hành vi tụ tập ăn nhậu, vi phạm quy định về giãn cách xã hội. Trước đó vào khoảng 17 giờ ngày 25 tháng 8, Công an thị trấn Trơn Thành nhận tin báo về việc một nhóm thanh niên tụ tập ăn nhậu ở tiệm điện thoại di động trên đường Phạm Hồng Thái. Một trong 4 người có mặt ở đó còn chụp ảnh cảnh đang ăn nhậu đăng lên Facebook. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thị trấn Trơn Thành đã phát hiện 4 người này đang nhậu trong cửa hàng điện thoại. Họ được mời về trụ sở để lập biên bản vi phạm. Công an sở tại đang đề nghị cấp có thẩm quyền xử phạt hành chính với những người liên quan do vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Tại Bình Dương, mặc dù đã có tổng đài 1022 nhưng do phát sinh số cuộc gọi quá nhiều dẫn tới quá tải, người dân tại Bình Dương đang phải treo biển cần hỗ trợ. Sau khi ghi nhận thực tế, lãnh đạo tỉnh đã có nhiều biện pháp khắc phục. Hôm nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương công bố danh sách số điện thoại đường dây nóng trên địa bàn tỉnh. Ngoài số điện thoại của Trung tâm Thông tin Tác chiến tỉnh và các thành phố, huyện, thị trực thuộc, số máy bàn, tất cả các xã phường đều công bố số đường dây nóng riêng, trong đó nhiều xã phường công bố số di động của các lãnh đạo.
Trước đó đã xảy ra sự việc hy hữu trong chuyến kiểm tra của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Bình Dương vào ngày 24 tháng 8. Khi đi qua một dãy trọ trong khu dân cư Thuận Giao, thành phố Thuận An, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thấy người dân treo biển cần hỗ trợ nên đã tới hỏi thăm, thì người dân cho biết mong được hỗ trợ lương thực vì đã không được đi chợ 4 ngày rồi. Có mặt tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi hỏi bà con, có biết tổng đài 10220 không? Bà con đáp, có, nhưng gọi tổng đài bận suốt. Ông Lợi nói có thể do số cuộc gọi quá nhiều nên tổng đài quá tải, động viên bà con kiên trì gọi lại và cho biết tỉnh sẽ tăng cường thêm 100 người nữa để trực tổng đài. Ngay sau chuyến kiểm tra của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn công tác chính phủ, theo ghi nhận của phóng viên, công tác hỗ trợ gạo, thực phẩm cho người dân trong vùng bị khóa chặt, đông cứng đã được nỗ lực đẩy nhanh hơn. Tại Tân Uyên, ông Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch thị xã cho biết, ngày đầu tiên do phải san sẻ nguồn thực phẩm cho nơi khác theo điều tiết của Sở Công Thương, nên thị xã đã phát trước cho 3 trong số 7 phường bị khóa chặt, đông cứng. Nhưng sau khi có chỉ đạo của tỉnh, Tân Uyên đang tiến hành phát đồng loạt tại các phường. Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp cùng bộ đội đi phát gạo, thực phẩm để nắm được tình hình. Tại nhiều khu vực, bộ đội và chính quyền địa phương làm việc cả ban đêm để kịp phát gạo cho người dân. Tuy nhiên, do số lượng người dân trong 11 phường bị khóa chặt, đông cứng tại Thuận An và Tân Uyên, tổng cộng là 720.000 người, chiếm tới 1/4 tổng dân số toàn tỉnh là rất lớn, nên sẽ ưu tiên cho những trường hợp cần hỗ trợ gấp và sẽ tiếp tục hỗ trợ cho toàn bộ người dân. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh có sự chỉ đạo sát sao và kiểm tra thực tế quá trình thực hiện của các địa phương để đẩy nhanh tốc độ hỗ trợ người dân và công tác phòng chống dịch. Bộ Quốc phòng sẽ hỗ trợ tỉnh Bình Dương thêm 2.000 quân nhân. Song song với việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm, cơ quan chức năng của tỉnh cũng chuẩn bị cho tình huống tỉnh có thêm trên 50.000 ca F0 trong 2 tuần tới, với tổng số F0 có thể lên tới 150.000 người cho tới hết ngày 25 tháng 8, Bình Dương đang hiện có 81.182 ca. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Krông-pa, Gia Lai cho biết vừa ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông Dê, trú tại xã Chư Gu, về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Trước đó, vào chiều ngày 16 tháng 8, Công an huyện Krông-pa đã xác minh làm rõ việc Dê di chuyển từ khu công nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, là địa phương đang thực hiện chỉ thị 16 về huyện Krông-pa. Để tránh sự kiểm soát phòng chống dịch tại chốt kiểm dịch xã Trương Ngọc, Dê đã đi bộ theo đường mòn vượt chốt về công ty thuốc lá Khánh Việt, xã Phú Cần và không khai báo với cơ quan chức năng. Công an huyện Krông-pa đã lập hồ sơ tham mưu chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện này ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Dê số tiền là 7,5 triệu đồng về hành vi như đã nêu. Thưa quý vị, vào khoảng 2 giờ 40 phút ngày 26 tháng 8, Tổ công tác số 18 Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Tổ tuần tra lưu động số 1 Công an thành phố Vinh kiểm tra tại ngã tư Quán Bánh, thành phố Vinh. Qua kiểm tra, Tổ công tác đã phát hiện anh HVC, sinh năm 1982, trú xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An, điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 29H01XXX có hành vi sửa phiếu trả kết quả xét nghiệm test nhanh COVID-19 từ ngày 22 tháng 8 thành ngày 24 tháng 8. Xác định đây là hành vi nguy hiểm, vi phạm nghiêm trọng các quy định về công tác phòng chống dịch, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử phạt tài xế HVC số tiền là 7,5 triệu đồng theo khoản 2 điều 14 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Quý vị đang theo dõi những tin tức nóng hổi trên bản tin an ninh trật tự trong kênh Tin tức Việt. Quý vị đừng rời màn hình vì Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay với những thông tin được cập nhật kế tiếp.